Mới đây, sau một thời hạn dài làm mẹ đơn thân, Hồng Quế đã chính thức công khai minh bạch tình nhân mới. Cô đăng trên Facebook khoảnh khắc tình cảm của hai người cùng lời chú thích, anh ấy là của tôi. Bởi vì tôi không hoàn hảo nhưng anh ấy vẫn chấp nhận. Sau đó, cô thường xuyên share những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc, êm ấm của bản thân mình và bạn trai. Trong tấm hình này, còn tồn tại sự hiện diện của nam nhi tình nhân Hồng Quế. Theo share của Hồng Quế, bạn trai mới có mối quan hệ rất tốt với phụ nữ riêng của cô. Anh dành thời hạn để quan tâm và quan tâm bé. Sau khi công khai minh bạch, Hồng Quế cũng đã dẫn tình nhân ra mắt đồng đội thân thiết. Được biết, bạn trai mới của Hồng Quế tên Phạm Tuấn Diệp. Trước lúc tới với Hồng Quế, anh từng trải qua đổ vỡ và có nam nhi riêng. Ngoài đời, anh có phong cách thời trang khá ấn tượng, đặc biệt. Có cuộc sống thường ngày khá giả, nhưng bạn trai Hồng Quế ít khoe mẽ trên mạng xã hội. Ngoại hình xăm trổ khá giống dân chơi nhưng bạn trai Hồng Quế lại rất tích cực vận động thiện nguyện. Nhiều năm nay, anh vận động trong một đội nhóm thiện nguyện, chuyên phát quà cho trẻ em những vùng xa xôi, hẻo lánh, còn nhiều khó khăn. Khoảnh khắc bạn trai Hồng Quế trao quà cho những em nhỏ tuổi vùng cao mùa trung thu thời gian trước. Sau khi Hồng Quế công khai minh bạch chuyện tình cảm, bạn trai cô cũng đăng tải trên Facebook tấm hình của hai người con riêng của cặp đôi và share. Sau những ánh đèn, thì em cũng là thiếu nữ yếu ớt như bao người khác.